Rồi ok, cái livestream hoạt động này rồi, tại vì lúc này bấm nút quay game nó hơi nặng đấy mọi người. Game cũng đâu phải nhẹ đâu mọi người, nên bấm nút quay game nó bị khựng tí ấy, không sao. Chúng ta vào game rồi mọi người. Ta cũng không cần phải comment lên bình luận là kiểu để cho các fan hâm mộ biết là kiểu đang gọi là game bị đứng là tại vì mới bấm nút màn hình quay game mọi người. Ta cũng muốn quay game để làm cái review đó. Thôi thì bây giờ cũng đã gọi là game được tải đầy đủ rồi, chúng ta vào trong setting coi thì coi có những cái gì đó cần bật tắt không. Nói chung là game này của Trung Quốc đã được làm rất là gọi là rất là chỉnh chu mọi người ạ. À, những cái thứ về game từ phần cài đặt setting cho tới phụ đề tiếng Anh luôn đều đã được làm cũng khá chỉnh chu. Có điều là ta cảm thấy tiếng Anh trong game này có vẻ hơi hơi cường điệu một cách sao sao đó mọi người, có vẻ hơi khó khó dịch. Nhưng mà thôi cứ cố đi, kiểu người Trung Quốc họ làm game họ dịch game tiếng Anh ra không phải là họ dịch sai chính tả gì, mà là cái những cái câu văn của nó có vẻ hơi khó để khó khó hiểu, gọi là ta cái văn ngữ tiếng Anh trong này hơi phức tạp tí mọi người. Nhưng có những trường đoạn bị lúc đầu ta chơi test ta cũng chưa hiểu lắm, ta cũng đang mò mò một tí. Rồi chúng ta sẽ vào lúc này vào new game rồi đấy. Travel to Kippershire across the đi băng qua cái vùng đất ở trong để mà tới một cái điện cái gì. Đây là loát game này mọi người ạ. Mọi người có thể thấy là game này loát cũng tương đối hơi lâu một tí, nhẹ nhẹ thôi. Tại vì game này cũng nặng chứ mà không đâu. Game này tới 100 GB mà loát thì ta thấy là cũng khá nhanh với cái ổ cứng SSD rồi đấy mọi người ạ. Rồi ôi. Này thì lúc này buổi sáng này chúng ta chơi rồi, bây giờ chơi lại thôi. Lại cái đoạn này cũng chỉ là một cái đoạn cinematic nhưng chúng ta không thể gọi là đánh giá chính xác được đồ họa của game. Bởi vì mọi người có thể thấy là thường những cái các cảnh phim á thì nhà làm game có thể nó đẹp làm đẹp hơn cái gameplay được. Cái quan trọng là cái gameplay ấy mọi người. Chứ ta khen chứ đi khen cinematic thì quá là điều bình thường luôn. Ví dụ như mọi người có thể thấy là những game như là Liên Minh Huyền Thoại ấy, nó có những cái đoạn các cảnh cinematic nhìn rất là hoành tráng đúng không? Nhưng mà có bao giờ đồ họa của game mà được gấp như như những cái cảnh phim cinematic đâu mọi người. Đây là những cái đoạn cinematic thôi, làm nói chung thì nó đẹp thì dường như là kiểu điện ảnh thôi chứ chả có gì. Chúng ta quan tâm một cái đồ họa trong gameplay ấy mọi người. Game thủ chúng ta nên quan tâm đến chuyện đó. My master. Safe. The scriptures sound. All I ever wanted was a life in my mountain, free from you and your so-called merits. Those high above don't trust me. I understand that. And they send you and those knuckleheads to threaten me. To obey and serve once more. I understand that too. But what I don't understand is... You bastards killing my kind! Thank you.
just any monkey. He's a monkey of merit. A monkey was made Buddha once. None other than me can challenge him to a duel. Look, monkey. I don't make a habit of fighting someone I've bested before. Here's my offer. If you lose, I'll take you to the Celestial Court. They will stay and level your mountain. But if I lose, I shall certainly take revenge, and they will level your mountain nonetheless. How tragic would that be, huh? You are one of the court. We don't need to resort to violence. How about you bend the knees, admit the wrongs, and we can put this behind us? All these years, except for that pig, you're the one who talks the tallest tales. Good, I am entertained. Speaking of entertainment, wouldn't it be fun if I pluck your extra eye out for my snack and allow you to keep the other two? Because I'd hate to let you miss how I'll slaughter each mongrel of the court. Those below, those above, and that black mutt of yours. Come at me, all of you. They gave you many chances. If you spurned each other, vào combat đi. Trước cái này thì cũng có chơi nhẹ nhẹ đấy, cũng hiểu cách chơi rồi đấy. Khá đắt xô ấy mọi người ạ. Chúng ta phải khi nào vào combat chứ không phải là cái dạng cứ vào đánh vừa là được đâu nhá. Bởi vì nhân vật nó cũng khá là nhiều khác đó mọi người. Có nhiều khác khá là giống, chúng ta cảm thấy giống như là dạng kiểu Phantom Lancer ở bên Dota ấy, mọi người. Phần thân một dạng mình có skill để mà tàn hình để mà núp né ganh đối thủ nữa. Có một cảm giác gì đó giống như là dạng ngộ không này giống Phantom Lancer bên Dota y chang. Mà cái skill cũ á, skill cũ của Phantom nhưng mà skill mới của Phantom bên Dota gì không? Hay đấy, game hay đấy. Nhưng không hề dở một tí nào. À. Fighting Buddha. Have you any idea how many would give their everything for immortality? Immortality? For that word, all realms and beings have ruined themselves. Unleash your might! Bát khá là hay ấy mọi người ạ, game không dở đâu. Đó, cảm giác game này nói chung là ổn hết. Có lẽ là cái mà điểm trừ ở cái phương Tây của nó là do cốt truyện thôi. Ta cảm thấy cốt truyện của game này hơi khó hiểu. Thì game ổn.
lúc đầu chơi gọi là chưa quen, mình thấy ồ đó, mình thấy nó bị đấm yêu, mọi người chúng ta lại dùng phép hoa đá rồi đó, những đối thủ đấm yêu hay lắm. Cái này là phát sáng nè, chuyện đó là chuyên nghiệp. Đó, tự dạng chắc cho ngày ra còn nhiều skill nữa mà rồi. Cho nó đứng im. Chiều hoa đá này thì chưa biết để làm cái gì. Thơm ra này. Đó, như kiểu Phantom Sơ bên Dota ấy, đánh hội đồng. Đó, đánh yên nè. Cái này cinematic khá là đẹp mọi người. Trời ơi. Celestial Corp welcomes you, Fire Monkey, yet you remain untamed. None shall save you now. Dear brother, your edge needs honing. Good. I was in need of a back scratcher. Do you get it? Wow, phải né đòn khá là dữ dội lắm rồi ạ, mình giỡn luôn nha. Còn cái skill hoa đá này không biết để làm cái gì. Không phải test. Celestial might is with me. Wow. Who stands with you? Khá là hoành tráng, chỉ
chiến đấu với lại boss thì cảm giác là game nói chung thì có một cảm giác là hệ thống chiến đấu nó cũng khá đấy, đồ họa ok. Rat, you call that a duel? The glare up here is dazzling. Fight me in the woods if you have the guts. Xong rồi bị game tại sao mất đi rồi, game tại sao mất nó phải trả thì hoàn toàn ok luôn. Và giờ này thì chơi cứ yên tâm là không có bị giật lag. Đồ họa tuyệt vời rồi đó. Đồ họa thế này thì And so ends the last tale of Sun Wukong. A hero who treasured his freedom above all else. Buddhahood he attained, yes, but cumbersome he found the celestial rules, for he yearned to come back and to revel in the simple joys with us. Little did he know, his choice to forgo the life above only fueled their mistrust. This stone has stood for countless days on the mountain. Since my youth, they've said that his remains lie within it. Cái hòn đá này nhìn giống như là cái nơi mà lúc ra và gọi là Tề Thiên Đại Thánh gọi là đã xuất hiện từ cái hòn đá đó mọi người. Có vẻ giống cái hòn đá đó. His body was broken, his spirit endures. Into six relics he turned, and separately they escaped, choosing to stay hidden. Those are the six senses of the great sage. Yet no one has ever seen them, not in centuries. I'm old now. Venture through all the lands I cannot. Yet among you, there might be one who is destined. One that shall recover all his scattered relics. And upon the return of the relics to Mount Uago, he may yet rise again. Nhạc cũng khá ổn đấy nhờ. Game của Trung Quốc đấy mọi người, game Saiyan đấy. Và được là đây một game bom tấn AAA đấy mọi người ạ. Và còn được port lên trên console nữa thì quá là khủng khiếp cho những nhà làm game của Trung Quốc. Chapter 1 Black Cloud, đám mây đen và Red Fire là ngọn lửa đỏ. Và đang nói tới cái đoạn nào đây? Nên đây là chương 1. Đám mây đen và ngọn lửa đỏ hả ta?
see? What bliss my face was. Rocks around the corner. Seems like it just fell from a fruit tree here. Perfect timing. This Pete's knew I needed a snack. You sneaky rascal. Dare fool me? I'll make sure you regret it. Đầu luôn đây. Tao có thằng lắp ta ghét khá là ổn đấy. Có cả bơm máu hay sao em? Cái này là kiếm kiểu counter đỡ đòn hay sao vậy? Tự đỡ ơi. Mấy con yêu quê quái thì cắt đi luôn. Coi nó có phải cho tơ đỡ đòn ra chứ lúc gì lại chúng ta không có đỡ, chúng ta chỉ có lăn lộn thôi mọi người. Và mỗi lần mà lăn thì nó tốn cái thanh thể lực nha. Game này không có đỡ đâu, không có lắp đòn nha. Giữ R1 để mà chạy. Chúng ta có một cái cây nhân sâm nghìn tuổi đây nữa này. Rồi bây giờ bắt đầu mới vào game. Bữa trước thì gọi là sáng nay chúng ta chỉ mới test sơ sơ qua game thôi chứ cũng chưa có vào chơi chính thức. Bây giờ bắt đầu chúng ta vào chơi chính thức đây mọi người. Người ta cũng trải nghiệm luôn, ta thành thấy là ok, cứ gọi là ổn, quá mượt luôn, chạy không có một tí gì lag á. Harry à, đây chúng ta có thể giữ nút tam giác để mà dạng kiểu tập trung để gọi là nhả ra một cái đòn mạnh đấy mọi người ạ. Nhưng mà chắc chắn là cái đòn đánh sẽ rất là chậm rồi, kiểu rồi đó. Yay, bùm. Nó chỉ có hai đòn tấn công giống kiểu bên The Witcher mọi người. Đòn tấn công nhẹ với mặt với lại chúng ta nhảy nhào lộn né tránh vậy. Game thì cũng hiện tại cũng thấy đang basic cơ bản, nó cũng có những cái rương đựng đồ đựng đạc. Đồ họa thế này là đẹp rồi, đồ họa này là làm trên hình như làm trên Unreal Engine 5 á. Unreal Engine 5 là làm ra mấy cái game như là Crysis đó mọi người. À, chỗ này giống cái bonfire kiểu dạng chỗ lưu gan ghê, có một cảm giác kiểu vậy. Đây là kiểu à, thổ địa, thổ địa, đây là thổ địa đây, chắc chắn rồi. Ahead is Guan Yin Temple. Guan Yin. Once it was bustling with worshippers, before it was ruined by that fire. Ah. Then the temple was rebuilt. What good is it to rebuild a temple if the goodwill of men has been burnt to ashes? You've forgotten this place, but they haven't forgotten you. Oh, let's
a tough one. Good luck to you. Chúc may mắn đại thánh. Ok sao? Chúng ta có một cái gì trao talisman, một cái vật phẩm đặc biệt gì đây? Mà hiện tại thôi cứ theo hướng dẫn của game đi. Chúng ta cứ yên tâm là game cứ chơi là vào đâu là hướng dẫn tới đó mọi người. Và cũng gọi là game hình như là vào cứ bấm như game chứ nó không có độ khó mọi người. Game này có lẽ là kiểu dạng nó không chỉnh được độ khó hay cái gì. Nhưng mà thôi kệ. Sử dụng cái bùa này sẽ ngay lập tức giải phóng linh hồn khỏi thân xác và dẫn chúng ta quay trở lại cái nơi, à cái đền Kipperside mà chúng ta viếng thăm lần cuối cùng. À cái này là dạng kiểu một cái đồ để chúng ta quay trở về bonfire giống như dòng xô á mọi người. Hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Nó cũng có một số cái gì đó, mặc dù là ta nghe một số bình luận ở trên mạng nói game này không phải giống game dòng xô, nhưng mà sao mà nó có nhiều cái yếu tố nó cũng không phải là không giống dòng xô lắm mọi người. Ví dụ như những cái ngôi đền thờ đó thì nó cũng giống như là những cái bên, những cái bonfire ấy, y chang. Hoặc là bên Sekiro thì có những cái điện thờ đó, kiểu vậy đó. Rượu coconut là cái gì ta, hình như là dừa cái gì, uống nó thì sẽ hồi phục 3% máu, cũng có item. Và cái nhân sâm ngàn tuổi này là này dùng để chế thuốc xe gì đó. Thôi từ từ cứ bình tĩnh đi, cứ chơi chúng ta cứ chạy từ từ nó sẽ hiểu game thôi. À thì cái kiểu dạng chơi game chúng ta có thể trang bị những cái item vật phẩm, một dạng đấy có lẽ là một dạng game RPG mọi người, một dạng game RPG mà tí tí nhẹ nhẹ light show ấy, một dạng game gọi là game nhập vai cày cuốc và có một tí lai lai nhẹ nhẹ của xô, có lẽ vậy. Nhà vô kiếm ăn nào. Hãy ăn một gậy của lão tôn. Yeah. Khá ổn, đồ họa nhìn rất là đẹp. Không có gì để chê trách về một cái đồ họa như thế này cả mọi người ạ. Thấy đồ họa như thế này là và phải nói sao ta, nhìn những cái tàn cây, nhìn những cái cây cối với hiệu ứng ánh nắng chiếu qua những cái tàn cây ấy. Ta có lời khen là hiệu ứng ánh sáng game này rất là đẹp. Hiệu ứng ánh sáng nó làm nhớ tới cái dòng, những cái dòng game Rise ngày xưa, tới cái đồ họa. Đúng rồi, đây là cái đặc trưng của cái đồ họa Unreal Engine đây, ngày xưa đây. Như đây là làm từ Unreal Engine 5 rồi. Lại đây, đây, con trai. Đồ họa rất là ổn. Gameplay thì chiến đấu combat thế này là ok rồi, nhưng mà chúng ta phải chơi một lúc sau thì chúng ta mới hiểu được là game này hay về hệ thống chiến đấu game nó như thế nào. Nhưng mà ui đau quá, chúng ta còn có mana này, có nghĩa là khả năng sau này còn dùng phép nữa mọi người. À spark này là cái gì đây, để tăng skill. Có cái gì đây, thu thập đi, nấm. Nấm linh chi phải không? Cái chữ linh chi kia là đọc là chắc là nấm linh chi rồi đó mọi người. Nhiều cái từ ngôn ngữ Hán Việt pin pin, cái này là dạng ngôn ngữ Hán Việt á, nên đâm ra sẽ rất là khó dịch ra đúng cái lúc này linh chi là chắc là linh chi ấy, mọi người. Một số từ Hán Việt pin ngôn ngữ pin ở trong game này nên chúng ta phải biết một số cái ngôn ngữ tiếng Hán thì chúng ta mới dịch đúng nghĩa được cái một số cái từ từ tiếng Hán trong game này được. Nên game này cũng dịch hơi khó dịch tí á.
bốt bình gà, chúng ta cầm bốt đầu tiên rồi, ngon lành canh đào. Ui giời ơi, nó chém cho một phát cũng đau đấy, không dạng, không phải dạng vừa đâu mọi người ạ. À, không phải dạng vừa đâu nhá. À có hồi máu đây, ngon lành, cũng khá là dúng. Ui giời ơi, đau đấy. Ô, đừng 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 đừng, cái này hay, không phải dễ đâu, đánh bốt là mới biết. Ui giời ơi, khá lắm. Vô, nhau vô. Cũng đánh cũng có hồi thể lực thôi mọi người, mà cũng thật, nó lộ liên tục mà. Chúng ta phải để ý cái thanh thể lực nữa nhé. Mình phải tính tính thể lực đấy. Cũng na ná một tí ở xô, nhưng mà cũng không phải là quá khó của mọi người. What the hell? Ồ, có một cái phép gì đó làm cho thanh niên này bị đứng yên mọi người. Thôi đi, thôi đi, thôi đi. Thôi đi, tới cứu Tờ Thiên. It's been a while, but the immobilized spell still works like a charm. Since you hail from Mount Huaguo, it won't hurt to teach you a handy trick. Mount Huaguo chắc là hoa quả sơn, Mount Huaguo đó là hoa quả sơn. Chuyện gì không được số thư, người ta bắt đầu dịch ra rồi. A simple hand gesture có thể được. Và hình như mình có phép mới, sao mình có phép nữa nè. There you go. Oh, phép. Across any miscreants, just point your finger at them. Chỉ tay vào chúng là nó sẽ đứng yên. Rồi, phép đầu tiên của tôi Tề Thiên Đại Thánh chính là phép điểm huyệt đối thủ, khiến cho đối thủ đứng yên. Phép này rất là hay. Mine is but a humble trick. Its power will wear off within a few short moments. Though it's good enough against boneheads like this one. Anyway, just consider it an ace up your sleeve. Oh man, thôi né đi, phải đổ đĩa ơi. Fear not. Teach him a lesson with your new spell. Đúng rồi, bây giờ hãy dạy cho thằng cha này một bài học đi. Đi đi. Khá là cục xúc vậy, chúng ta cứ bình tĩnh thôi. Nói chung thì cái cách phong cách đánh boss game này là chúng ta cứ... Ôi dạ ơi, chúng ta phải gọi là né tránh giúp, tận dụng cơ hội để mà vào tấn công. Đấy. Cái khác đứng yên như thế này thì... Sao? Rồi đến lúc rồi. Đầu giúp điểm. Hay quá. Bài ba mũi. Không có gì để nói. Hiệu ứng nước. Có thể thấy nước khá là trong. Và với ray tracing thì nó có độ bóng ở trên nước luôn mọi người, rất là đẹp ha. Nếu chúng ta muốn biết được game đồ họa có tốt không, chúng ta nhìn vào cái ray tracing nó. Ray tracing độ bóng. Tức là nước bây giờ nó có độ bóng, độ vật chất vật thể. Nhìn nước cũng khá là chân thật đấy mọi người ạ. Ứng độ bóng thì để coi nè. Đang ngồi vừa test cả cái những cái chi tiết nhỏ nhất trong game luôn mọi người. Chúng ta không phải chỉ tập trung vào gameplay. Kiểu ứng độ bóng. Bacon.
Ồ, khoan nào, nó tặng ơi, cho người quốc có gia tiên. mang đồ nó cho đại ca kìa. Thật là Khoan tuyệt nào nhá. vời. Phan Nam 919 đã ban tặng cho Vương quốc game NMT 8.000 đồng. Giới thiệu trong Tây Du Ký, các vị thổ địa là một nhân vật phụ nhưng đóng vai trò quan trọng trong hành trình vượt qua thử thách của Tôn Ngộ Không và đoàn Thỉnh Kinh. À, vậy hả? Thổ địa quan trọng vậy hả? Đúng rồi, thổ địa thì quan trọng nhất. Mỗi một vùng đất chúng ta phải gặp mẫu thổ địa để mà biết chỗ nào để mà đi tiêu diệt yêu quái mà hả? Đúng rồi, Phan Nam nói đúng. Rồi, ok, Phan Nam xứng đáng được ta hồi nãy nói với chung từ vĩ đại của Vương quốc Game NT cộng cho một điểm. Ok, rồi để ta đọc điểm cho Phan Nam nha. Rồi bây giờ đọc điểm là Phan Nam được cộng một điểm rồi đấy. Là hiện điểm bữa trước của Phan Nam là 89 trên 100 điểm nhé. Hôm nay là cộng cho Phan Nam một điểm luôn. Là Phan Nam được 90 điểm mọi người ạ. Xin thông báo là điểm bữa trước là 89, bữa nay cộng 1 là điểm Phan Nam chỉ cần thêm 10 điểm thôi, 10 điểm nữa. 10 điểm nữa là coi như là đã được tách ra một sao, và một sao đó Phan Nam có thể đổi ra được quà tặng trong Vương quốc game NMT. Thank you. Rồi, 90. Rồi, xin đọc lại điểm của Phan Nam. Phan Nam được 90 trên 100 điểm. Ok chưa? Điểm mình trước là 89 đúng không? Bây giờ đã được cộng thêm một điểm là được 90 trên 100 điểm rồi. Phan Nam chỉ còn thiếu 10 điểm thôi là tức là được một sao. Hoặc lấy một sao đó Phan Nam có thể đổi ra quà tặng cho Vương quốc game. Vậy nhá. Thank you. Mới đến bốt xong ta cũng cảm thấy game khá là hay, đồ họa khá là ok đấy. Đẹp. Chúc mừng Phan Nam. Chỉ cần 10 điểm nữa thôi. 10 điểm nữa thôi là Phan Nam có thể gọi là nhận quà. Ô, con chuột à, con gì thế, nhìn kỳ kỳ nha. Nước đẹp ấy mọi người, nước chảy nhìn được chỉnh chu đẹp ngon đấy, đồ họa nhìn ok. Chiến đấu thì ta cảm thấy là nói chung là chiến đấu thì nhìn thấy là tốt, nói tuyệt vời thì cũng khá là tuyệt vời đấy mọi người. Cinematic cũng đẹp, game này không tới nỗi dạng game bom xịt như là nhiều dạng kiểu mấy cái nhà đánh giá gọi là game của châu Âu đâu mọi người. Kiểu châu Âu thì cái nền văn hóa của họ nó về Tây Du Ký họ không có chú trọng lắm, tại vì họ là người phương Tây mà. Còn đối với người Á Đông như dạng kiểu người Việt Nam mình ấy rất là thích coi những cái phim Tây Du Ký. Có khi bây giờ nhạc phim Tây Du Ký ai cũng nhớ nằm lòng trong đầu hết rồi đó chứ. Để ai rồi, để tranh thủ ta hát nhạc Tây Du Ký bằng tiếng mèo cho mọi người nghe nhé. What the hell. Wow. Mà tao cảm thấy cái bài nhạc Tây Du Ký mà hát bằng tiếng mèo nghe nó tù tù sao đi. Nhưng mà lâu lâu chán nó lại hát được. Wow. Hát được chứ mà không hát được đâu. Khá là nhiều yêu tinh trên chặng đường chúng ta đi, khá là vui. Đồ họa đẹp. Nói chung game này hỏi có đáng mua hay không à, thì ta nói là cái trải nghiệm của ta lúc đầu mới vào trên kênh show này thì rất là ổn, rất là mực.
ai chơi PC bị giật lag làm sao ta không biết, chứ đối với ta là không có vấn đề nha. Gần như với những tính toán của ta là đúng. Ta cảm thấy là không có hối tiếc khi mà bỏ ra 60 đô để mua một cái tựa game như thế này mà. Chơi khá là vui. Cái gì bị động thế không đấy? Chúng ta vừa hết máu rồi đấy. Purple Linji làm cái gì nhỉ? Có thể là chúng ta cần những cái đi thu thập những cái thảo dược, những cái nguyên liệu để chúng ta chế thuốc kìa. Còn cái gì ở đây nữa này? Will. Will này là cái gì đó. Nói chung chúng ta sẽ phải nghiên cứu khá là nhiều thứ thông tin trên mạng để mà chúng ta biết rõ hơn về game rồi. Nhưng mà ta thấy là cái này là ổn. Game thế này thì nó cũng là phải là đáng một cái trải nghiệm mà. Tung 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 tung. Đồ họa hiệu ứng nước thì ta cảm thấy là cái ray tracing của nó vẫn chưa có quá ngon nghe ở đâu. Tại vì ta nghĩ là nếu mà đổ bóng được thì chúng ta phải thấy được mặt của tôn ngộ không ở trên nước á, thì nó mới đổ bóng nó mới chân thật mọi người ạ. Chứ ánh sáng với đổ bóng thì ta cảm thấy ray tracing và đổ bóng thì ở những cái lùm cây thế này, đổ bóng này nhìn cũng được. Rồi đi qua những cái lùm cây nó cũng có rung động thế này là cũng là đồ họa và bắt đầu ngon lành canh đào rồi. Chắc giờ nghĩ lại mấy ông nội, có một số ông nội chơi PC cũng ráng chạy cối bật cho được lâu setting mà chạy chắc giật lát ảo tung chảo mọi người, thấy tội. Cũng chưa biết mấy ông nội chơi trên PC chắc cũng chạy cối sao bật. Nói chung muốn gọi là chơi game này mà 4K trên PC thì cũng phải có được một cái card RTX 4080 Super nha mọi người. Mắc khủng khiếp. RTX 4080 Super đấy. 30 củ. 30 triệu. 30 triệu. Đó là mới tính tiền cạc thôi, chưa tính thêm những cái thứ khác như là nguồn CPU, RAM với ổ cứng nhé mọi người. Rồi. Đâm ra khi mà đầu tư một cái dàn PC vậy nó nổi giá lên tới 7-80 triệu gì hoặc là 6-7-80 triệu gì rồi. Còn chưa tính thêm đủ thứ tại không biết đi đâu. Rồi có map không ta? Tôi sẽ vào xem cái hệ thống map xem nào. Khi mà lạc đường chúng ta chỉ muốn không thấy bật map gì hết ta. Rồi tới bao giờ kiểu dạng Tề Thiên Đại Thánh mới được cưỡi mây cưỡi gió đây? Chứ là phải từ từ người ạ. Blacksmith Vũ Công gọi là hắc thoại về Tề Thiên hay sao ngộ không, gọi là thần thoại đen tối về Tề Thiên Đại Thánh. Blacksmith Thank you.
Rồi mà coi làm sao đi lên cái cầu này người ta. Nói chung cái mà ta chơi game mà ta cảm thấy nó hơi đau đầu một tí là tìm đường thôi mọi người ạ, tìm đường là một cái gì đó hơi bực mình chút. Ờ thì đúng rồi, thì đúng là cày chay lại từ đầu rồi đấy. Kiểu dạng giống như là dạng bây giờ chúng ta mà có sao đâu, cày chay lại lúc đầu mình cũng có được 3 phép. Rồi xong rồi lúc sau có phép hoa đá, rồi là trong này nó trang bị 4 phép lúc chiến đấu. Rồi còn số một số thứ thì chúng ta cũng phải chơi tiếp mới hiểu cái game này. Mà có một cái điều hơi là người ta thấy bực mình nãy giờ đó là mò trong phần option mà không thấy cái bản đồ journal. Đây là thông tin về các cái loại quái đây. Khá là giống bên Gót Học Hoàng là cái giao diện hiển thị á, có lẽ là kiểu dạng game Cyan ấy, lấy giao diện hơi bắt chước thì nó cũng sao, nhưng mà có cảm giác gì đó thấy giao diện nó hơi giống mà không sao, cũng bình thường thôi, thì game nào chả vậy, đông hay là gì đó. Còn có những cái gì đó là này, cái vấn đề nằm ở chỗ là không có cái bản đồ gì đâu. Sờ da vui. À, yêu quái có nghĩa là yêu quái hay sao mọi người? Yêu quái là yêu quái. Yêu quái là yêu quái đó. Ta nghe cái từ này ngôn ngữ Pinyin dịch ra Hán Việt á là yêu quái, yêu quái chắc yêu quái. Yêu quái ở đây có nhiều loại yêu quái mọi người. Yêu quái mà dạng vua, yêu quái dạng gọi là sếp của mấy tụi lính á. Bunga này một dạng cũng là đội trưởng của tụi yêu quái ấy, mà người dịch đại chưa dịch hết nha. Mấy này ngồi dịch cũng mất thời gian, khi nào rảnh làm clip review nói về cái này xong được. Chứ còn đây nè, cái này thông tin thôi. Know how biết về combat này. Có rất nhiều thứ chúng ta có thể nghiên cứu thêm về. Bấm O để gọi là ngay lập tức thực hiện một cái đòn né tránh. Nếu mà né parry kịp thời thì nó có thể tập xây thêm nhiều cái gì thì gọi là cái này giữ tam giác là để mà chúng ta vận công chúng ta đánh mạnh hơn. Know how wisdom. Thôi, chưa xác định game này không, chưa có bản đồ đâu. Này đồ họa ok. Từ ngày mà có ray tracing thì các game nó đã có hiệu ứng độ bóng khá là chân thật. Wow.
Những chỗ này mình nhớ nhớ đi cho ta. À đèn. Đừng nói tới đèn mà nếu mà hồi sinh lại quái. Cái này, ôi, hệ thống này nhìn giống bên cái bonfire không? Rest là nghỉ ngơi rồi. Những cái như là cái này là đặt đặt thép vào. Một cửa hàng. Chúng ta thử nghỉ ngơi xem nó có hồi sinh lại yêu quái mà nếu không thì nó bắt trước cái chai dòng xô rồi đấy. Coi quái nó có hồi sinh lại không? Đúng rồi, quái hồi phục lại thì đây là kiểu dạng lấy một ít. Nó cũng bắt trước dòng xô á mọi người. Như Sekiro ấy, chúng ta mà tới đây là nó cũng hồi sinh lại quái. Rồi cái này cũng like show một tí rồi đấy mọi người. Cái này cũng dạng cũng show like rồi đấy. Show like nhưng mà chưa biết khó cỡ nào. Chứ còn nếu mà những yếu tố như thế này thì là show like rồi. Cái này là cũng show like ấy nhưng mà không còn khó hay không còn phải vô game đấy. Bữa trước Fana hỏi ta là dạng kiểu game này có giống game dạng show like hay không á. Mấy dòng game Dark Soul thì ta thấy nó na ná. Nhưng mà bảo khó không thì chưa biết nữa. Mà game của Trung Quốc thì mới hay. Chắc luôn. Nhưng mà chỉ mới gọi là na ná vậy chứ chưa đánh boss với lại chưa thấy cảm giác độ khó thì thành chứ mà game này không chỉnh độ khó mọi người. Bởi vì nó cũng có yếu tố solar như vậy rồi. Nhưng mà người thấy Sekiro cũng đâu có chỉnh độ khó đâu. Một gọi là hơi khó tìm đường, cũng hơi điên điên ấy mọi người. Tới giờ chơi chứ mà chưa có một cái hiện tượng gì xảy ra bút với giật lát hết mọi người nha, rất là ổn. Chung thì game được đầu tư như thế này là ổn. Với những cái đoạn đầu mở đầu với những cái cảnh phim cinema khá là hoành tráng. Em không tải. Game không tệ như là đồn. Cái game này mà tệ thì thôi chứ, 60 đô. Game này cũng phải có 60 tới 70 đô là đấy, mới được chơi đấy nhá.
nhìn nếu thấy hay muốn Tề Thiên Đại Thánh nhìn đẹp trai mà lồng lộng hơn á mọi người, thì chúng ta có thể bỏ thêm 250 nữa để mà mua skin cho Đại Thánh trong game này gì đó, thì nó có cái, nó có mấy cái phụ phụ á. À thôi đừng muốn red, red quái hồn ra. Cái gì truy ra gì? Truy order gift cái gì đây này? Đặt trước món quà. Mỗi tội là game mấy game tụi này chơi đi mò đường hơi mệt. À xưa nay là ghét bị cứ hay cứ chơi game nào dạng kiểu rất là ghét phải đi mò đường đó mọi người nha. Xưa nay là Yan Chan. Đấy, nói chung thì một game của Trung Quốc mà những ai đã từng chơi những cái dòng game như là Dynasty Warrior á, mọi người sẽ thấy tên các nhân vật nó cũng dạng kiểu đó là ngôn ngữ Ping Jin của mọi người, ví dụ như là Tào Tháo là cao cao á, cao cao á mọi người, hoặc là gì á, những cái từ, những cái từ ngôn ngữ Ping Jin Hán Việt. Có thể nói đây là một game dòng Soulai. Ồ, có cái đường này chưa đây nè mọi người. Cell Advanced Spot. Mỗi lần lên cấp nó sẽ tăng một cái tia lửa gì đó và nó sẽ tất tận nhiều hơn những cái kỹ năng và pháp thuật.
những cái tia lửa đó nó sẽ không gọi là mất trong quá trình hồi sinh. Ồ, vậy thì được coi nào. Như khi chúng ta bị gọi là chúng ta bị lên bảng điểm số, chúng ta sẽ quay lại ngôi đền rồi kiểu chúng ta cũng có level để tăng skill vậy đấy. Ok, là game có thể nói đây là game dạng cũng lai lai xe xôi nhẹ nhẹ tí sao sao đó chứ. À, chúng ta hình như cũng có đủ cấp rồi đấy. Chúng ta có thể coi có nâng cấp được skill cái gì đó không. Đây này, có 3 spa rồi nè. Mọi người cứ đi, gọi là ta đi giải lao khoảng 5 phút mọi người nhé, 5-10 phút gì đó. Xong chúng ta quay trở lại với tập game này mọi người nhé. Tạm thời ta cũng gọi là cắt cái quay tiếp đi giải lao và những kết thúc tập 1. Nói chung thì ổn. Chúng ta không phải lo lắng gì về đồ họa của game này cả. Game rất là mượt. Mà chỉ mượt đối với console nha, còn với PC thì thôi nhá. Ai mà chơi PC mà muốn mắc cấu hình thì thôi, cứ bỏ khoảng 70, 80 hoặc là 90 triệu gì ra mà đầu tư một cái dàn PC khủng với màn hình khủng thì sẽ che chiến được mượt thôi. Ok. Đối với cấu hình PC mà chạy 4K của mấy game này thì thôi á, 4080 hoặc 4090 Super gì mới cân được. Còn Full HD thì máy sàn sàn thôi được rồi. Để coi đi, chúng ta tắt cái tập game này đây vậy. Đi giải lao một tí mọi người, ta vẫn để livestream thôi. Chúng ta livestream đến khoảng hôm nay chơi hơi lâu một tí đi, 7-8 giờ đi. Tại vì hôm nay ta còn livestream hơi trễ mọi người.